Giới thiệu các bạn, đây là giống ngô biến đồ đen NK7328. Đây là giống ngô vô địch về năng suất, vô đối về năng suất, thừa hưởng những ưu điểm vượt trội của giống nền 7328. Công nghệ kháng sâu đục thân, bảo vệ cây côn, không lo sâu sám. Khối này có 1 kg, nhìn mặt trước bao bì, giống như công ty Sienta sản xuất. Mình sẽ bây giờ ghi thông tin về đặc tính sản phẩm, đặc tính giống, thời vụ, cách canh tác, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Hàng chỉ dùng với mặt sau bao bì. Đặt giống cho liên hệ số điện thoại trên màn hình. Chào tạm biệt.